thiết bị làm lạnh 100 lít, sự lựa chọn hàng đầu cho ngành sản xuất thực phẩm. Chào mừng quý vị đến với Vina Organic, nơi cung cấp các thiết bị chất lượng cao cho nhu cầu sản xuất thực phẩm. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về thiết bị làm lạnh 100 lít, một sản phẩm tiên tiến được thiết kế để làm lạnh sữa và nước giải khát. Máy được thiết kế hiện đại, thẩm mỹ với chất liệu inox 304 sáng bóng, có khả năng chịu nhiệt độ cao. Thiết bị được thiết kế hiện đại, dễ dàng sử dụng và vệ sinh, giảm thiểu chi phí bảo trì và duy trì sản phẩm luôn sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Máy sử dụng làm lạnh thanh trùng nhanh cho các loại sữa động thực vật và các loại nước giải khát, đảm bảo cho sản phẩm luôn có chất lượng cao. Sau khi làm lạnh, sản phẩm sẽ được giảm nhiệt độ, vì vậy khi chiếc rót chai nhựa, sản phẩm không bị biến dạng. Thiết bị làm lạnh 100 lít là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhà sản xuất, muốn tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với năng suất làm lạnh 100 lít trên mẻ, thiết bị phù hợp với nhiều quy mô sản xuất của bạn, từ nhỏ tới lớn. Bên cạnh thiết bị làm lạnh 100 lít, Vina Organic còn cung cấp nhiều máy có năng suất khác nhau như 20 lít, 40 lít, 200 lít, 300 lít, 500 lít hoặc thiết kế theo yêu cầu sản xuất. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và đặt hàng ngay hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.